tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Nếu tôi làm chứng về chính mình thì lời chứng của tôi không thật. Có đấng khác làm chứng về tôi, và tôi biết lời người làm chứng về tôi là lời chứng thật. Chính các ông đã cử người đến gặp ông Gioan, và ông ấy đã làm chứng cho sự thật. Phần tôi không cần lời chứng của một phàm nhân, nhưng tôi nói ra những điều này để các ông được cứu độ. Ông Gioan là ngọn đèn cháy sáng, và các ông đã muốn vui hưởng ánh sáng của ông trong một thời gian. Nhưng phần tôi có một lời chứng lớn hơn lời chứng của ông Gioan. Đó là những việc Chúa Cha đã giao cho tôi để tôi hoàn thành. Chính những việc tôi làm đó làm chứng cho tôi rằng Chúa Cha đã sai tôi. Chúa Cha, đấng đã sai tôi, chính người cũng đã làm chứng cho tôi. Các ông đã không bao giờ nghe tiếng người, cũng chẳng bao giờ thấy tôn nhan người. Các ông đã không để cho lời người ở mãi trong lòng, bởi vì chính các ông không tin vào đấng người đã sai đến. Các ông nghiên cứu Kinh Thánh vì nghĩ rằng trong đó các ông sẽ tìm được sự sống đời đời, mà chính Kinh Thánh lại làm chứng về tôi. Các ông không muốn đến cùng tôi để được sự sống. Tôi không cần người đời tôn vinh, nhưng tôi biết các ông không có lòng yêu mến Thiên Chúa. Tôi đã đến nhân danh Cha tôi, nhưng các ông không đón nhận. Nếu có ai khác nhân danh mình mà đến, thì các ông lại đón nhận. Các ông tôn vinh lẫn nhau, và không tìm kiếm vinh quang phát xuất từ Thiên Chúa duy nhất, thì làm sao các ông có thể tin được? Các ông đừng tưởng là tôi sẽ tố cáo các ông với Chúa Cha. Kẻ tố cáo các ông chính là ông Mô-xê, người mà các ông tin cậy. Vì nếu các ông tin ông Mô-xê, thì hẳn các ông cũng tin tôi, bởi lẽ ông ấy đã viết về tôi. Nhưng nếu điều ông ấy viết mà các ông không tin, thì làm sao tin được lời tôi nói? Suy niệm. Lời chứng thật và sống động nhất chính là cách sống của mỗi người. Qua cách sống người khác sẽ đánh giá chúng ta có thật là Kitô hữu đích thực hay không, hay chỉ là tên danh nghĩa mà thôi. Nếu chúng ta sống tốt, làm việc tốt, thì dĩ nhiên cách nhìn của người khác về chúng ta sẽ tích cực hơn. Những việc làm của Chúa Giêsu đã thu hút phần lớn những người Do Thái. Thế nhưng cũng có những thành phần không chấp nhận những việc Ngài làm chỉ vì những thành kiến và tư lợi. Phần chúng ta có tin nhận Chúa là đấng được Chúa Cha sai đến không? Hay chúng ta bị những đam mê, ích kỷ và thành kiến che mờ? Chúng ta hãy tự nhận xét xem những cản trở làm chúng ta không nhận ra ánh sáng Chúa là gì. Con người thời nay cần những chứng nhân hơn là thầy dạy, Đức Phaolô Đệ Lục đã nói. Được một cụ già hay chia sẻ cơm bánh, một em bé đã hỏi: "Thưa bà có phải là Chúa Giêsu không?" Đây thật là một chứng tá sống cho Chúa Giêsu. Một cha xứ kia thấy một người mới tin vào Chúa Kitô nhưng lại mắc cái tật là nghiện thuốc lá. Ngài đã khuyên ông ta nên bỏ thuốc vì hút thuốc rất có hại cho sức khỏe. Thế nhưng ông ta không chỉ nghe để mà nghe, hơn nữa có lần ông ta còn cãi lại: "Kinh Thánh không hề cấm hút thuốc." Thấy vậy, cha xứ chỉ biết cầu xin cho ông mà thôi. Nhưng thật là lạ, sau đó vài tháng, thì cha thấy ông bỏ hẳn thuốc lá. Tò mò, ngài hỏi tại sao thì ông trả lời: "Thưa cha, có một đêm kia con chiêm bao thấy Chúa Giêsu đến thăm con.
khi Chúa bước vào nhà thì con đang phì phèo thuốc lá. Con mời Chúa vô phòng khách, trên bàn có gói thuốc lá con vừa mới mua. Chúa Giêsu hỏi con đang làm gì đó? Dạ, con ngồi nghỉ và hút thuốc cho đỡ buồn. Sao con không mời ta hút thuốc? Con vội vã trả lời. Dạ đâu được, con hút thì được, chứ Chúa hút thì coi sao được. Chúa ôn tồn bảo con. Ta là một người để con noi theo bắt chước. Con là môn đệ ta, thì con phải có tâm tình và hành động giống ta. Nếu con nghĩ ta không nên hút thuốc, vậy tại sao con lại hút? Thưa cha, con đã tỉnh dậy ngay và biết rằng Chúa đã dùng giấc chiêm bao để dạy dỗ con. Bởi đó con đã quyết định bỏ thuốc. Không bao giờ con hút thuốc nữa. Lạy Chúa, chớ gì mọi người chúng con là một cuốn tin mừng sống động, để lời nói và việc làm của chúng con giúp anh em tin nhận Chúa, và chúng con sẽ làm vinh danh Chúa. Lạy Chúa Giêsu, xin thắp lên trong trái tim chúng con ngọn lửa của lòng mến, để chúng con tin yêu Chúa hơn và biết giới thiệu Chúa cho anh chị em chúng con. Amen.